Nhã ơi, nhưng mà là cái lớp học của Nhã là dạy ở đâu ạ? Dạ hiện tại là không có học, hiện tại em vẫn còn đi thi đấu cho người khuyết tật Việt Nam. Thật sự trong thâm tâm em cũng rất là nhiều suy nghĩ. Mình bị khuyết tật, còn cô là một giáo viên. Thì không biết là cô gặp lại mình, cô có một cái tình cảm hay là cô có hụt hẫng hay như thế nào? Dạ khi mà gặp ảnh, biết ảnh là người khuyết tật thì em cũng bình thường, tại vì trong đầu em là không có phân biệt người khuyết tật hay người bình thường gì hết. Dạ cũng giật lại chứ lắm mà ổng cứ nghĩ em không có yêu mình hết, ai đùng với lại nói mày nắm tao đi, yêu mày tao giật lại tao giật được không phải tại tại vì cái cú này mới knock out nè. Dạ. Anh đã đi nói hết cho tất cả mọi người rồi là anh yêu em, cái đời này cái gì anh cũng chịu được hết, nhưng một khi em xúc phạm tới anh thì cho dù anh có yêu em đến mức nào thì mình cũng chấm dứt. Đi đứng bất thường là từ khi nào em? Dạ từ lúc mà mẹ mới sinh và bị sốt bại liệt lúc 3 tháng tuổi. À sốt bại liệt đó. À, anh xin lỗi là anh phải hỏi liền. Mời hai vợ chồng giới thiệu với mình đi nè. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và cùng tất cả quý vị xem đài. Mình tên là Nguyễn Hoàng Nhã. Năm nay mình 42 tuổi. Cái công việc hiện tại của mình là làm thể thao bơi lội cho người khuyết tật Việt Nam. Xin mời vợ của Hoàng Nhã. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Lê Hồng Phương, năm nay em 42 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại của em là giáo viên. Giáo viên. Dạ, giáo viên dạy mầm non. Nhã ơi, nhưng mà là cái lớp học của Nhã là dạy ở đâu ạ? Dạ hiện tại là không có học, hiện tại em vẫn còn đi thi đấu cho người khuyết tật Việt Nam. Hiện tại đang tập huấn tại Trung tâm huấn luyện quốc gia 2 Đà Nẵng. Dạ. Hai vợ chồng trước đây là quen nhau như thế nào? Anh Nhã gặp chị Phương á, có ấn tượng gì với cô gái này không? Dạ. Đặc thù cái tính chất công việc của em á là đi suốt không có ở nhà. Dạ. Liền sao quen? Rồi cái hôm đó đi về á là em có một cái nghề tay trái, là em điêu khắc gỗ, khắc tên, hay là chỉ cần anh Quốc Thuận nói là tôi tên Quốc Thuận, là có thể là trên miếng dán em có thể là lọng trong 2 phút là ra cái chữ Quốc Thuận. Mà trên tấm dán, trên tấm dán không cần vẽ trước. Wow. Dạ. nhưng mà em vẽ bằng gì? Bằng cái gì? Bằng cái lưỡi cưa lọng bằng tay. Dạ. Gì quá vậy ta? Đấy, về ở kế bên nhà cũng có một cái cô giáo là đồng nghiệp với bà xã. Khoan cho hỏi cách đây mấy năm? Dạ, cách này là 15 năm. Quay ngược thời gian trở lại 15 năm. Chị đồng nghiệp với bà xã. Đó. Chị mới nói là, ô em làm đẹp quá, em khắc cho chị một cái tên, chị tặng bạn chị coi. Thì cũng là theo bản tính, theo mình không có nghĩ gì, cứ làm để chị, để cho cái chị đó tặng bạn chị mà ngay bà xã. Là chữ Hồng Phương. Dạ, chữ Hồng Phương. Trời ơi. Rồi bây giờ cái cảm nhận của em khi em được tặng cái tên mà tên Hồng Phương, bữa đó em thấy đẹp không? Dạ bữa đó em được chị đồng nghiệp tặng là em rất là xúc động. Cái chữ sao mà quá trời đẹp luôn. Rồi sao nữa? Cái em hỏi chị ai mà làm đẹp dữ vậy? Chị nói em của chị ở gần nhà chị. Dạ. Rồi sao nữa? Rồi cái em hỏi xong rồi cũng quên luôn, giống như là mình bỏ lãng luôn, mình chưa để ý gì tới chứ tới không này. Có hỏi tới luôn. Dạ, không hỏi để ý luôn á. Còn riêng em thì cũng bẵng đi thời gian khoảng hơn tháng, cái trở về nhà cái gặp lại cái chị đó thì gặp lại thì mình sực nhớ lại thôi, chứ mình không có trong tâm mình không có ý có nghĩa là khắc cho cái cô đó là phải nhớ cô đó. Thì mới hỏi, ơi hôm bữa bà kêu tôi khắc cái tên cho cái ai đó là sao vậy? Bạn nói tôi nghe, bạn chị dạy cùng với chị. Cái bản tính tò mò mà, đâu chị cho tôi xin số cái điện thoại coi. Xin số điện thoại, gọi điện ra gặp cổ, mình mới bảo là anh là người khắc cái bản tên đó. Lúc đó thì bản tính mình tò mò mà, với lại mình cũng muốn tìm hiểu xem như thế nào. Thì bẩn đi thì em cũng đi làm tiếp tục, rồi trở về lần sau em mới gọi điện mời cô đi uống cà phê. Thật sự trong thâm tâm em cũng rất là nhiều suy nghĩ. Mình bị khuyết tật, còn cô là một giáo viên. Thì không biết là cô gặp lại mình, cô có một cái tình cảm hay là cô có hụt hẫng hay như thế nào, cũng rất là nhiều tâm trạng để. Nhưng mà cuối cùng đúc kết rằng là thì mình thử đại thêm một lần xem. Nếu cô tiếp tục làm bạn với mình thì mình tiếp tục, còn nếu cô cảm thấy là mình không phải là bạn của cô thì thôi mình cũng không sao, mình gài xuống vậy. Dạ. Khi mà hẹn ra nhau ra quán cà phê thì chưa ai biết ai. Thì cổ tới trước và em tới sau. Thì em tới sau thì em nhìn là em đã biết rồi, cái anh bảo là anh chào em. Thì cổ ngồi sang một cái ghế để nhường chỗ em ngồi, và em sẽ đâm đâm vào, nhìn vào cái ánh mắt. Nếu ánh mắt của một con người mà thất vọng thì nó sẽ hiện lên một anh bạn của mình bị khuyết tật và thất vọng, nhưng không thấy trong suốt một buổi trò chuyện không có cảm thấy là thất vọng hay là, mà luôn tạo điều kiện cho nhau. Thấy mà có một cái tình cảm dạt dào rồi cái em mới hẹn thêm nữa, ngày mai em có rảnh thì ngày mai mình uống cà phê. Cổ gật đầu. Thì đây có nghĩa là cổ đã cho mình thêm một cơ hội để gần nhau nữa. Em là chuyên viết thư tình thuê cho các bạn mà, tình của mình là mình dạ, không biết tới mình là coi như mình đánh luôn. Không biết sao đây, không biết phải biết như thế nào đây. Cái bữa đó là hẹn nhau ra uống cà phê mà em bị trục trặc vấn đề là em để cho cổ ở lại chờ hơn một tiếng đồng hồ ở quán cà phê mà em không ra được. Xe nó hư. Mà lúc đó là cổ không có điện thoại, chỉ có điện thoại bàn thôi. Cổ bước ra nhà thì đâu có là gì để liên hệ. Rồi xong là cổ giận, là lần này là cổ bước ra cà phê xong gặp nhau gọi cái là cổ đi về.
thì mình cứ đuổi theo suốt một cái quá trình đường từ đó về tới nhà. Cậu tới nhà cậu ghé vô, mình đứng ngay cửa không cho cậu ghé vô là cậu đi tiếp tục nữa. Ra một quán cà phê, lúc này mới bày tỏ cái tâm tư, mới nói cũng xin lỗi được các thứ. Nói anh rất là yêu em từ rất lâu rồi mà anh không dám nói. Anh đi nói với rất là nhiều người A, B, C, D gì vậy đó, đã yêu em nhưng thật ra đâu có nói với ai đâu. Giả bộ, giả bộ bài với bố trận. Từ hóa tình nó giống cái giọng của Trọng Phúc ghê luôn á. Rồi lúc này cổ mới siêu lòng, mới nắm được nghe bàn tay. Bàn tay phải không? Chưa cảm động chưa? Bao lâu? Từ lúc biết cổ cho tới lúc nắm bàn tay là 3 tháng luôn. Mất bao nhiêu thời gian? Mất hơn 3 tháng. Dạ. Rồi lúc mà đi ra gặp ảnh thì biết ảnh bị như vậy nè. Lúc đó em trong lòng em nghĩ sao? Dạ khi mà gặp ảnh, biết ảnh là người khuyết tật thì em cũng bình thường, tại vì trong đầu em là không có phân biệt người khuyết tật hay người bình thường gì đó. Dạ. Em đối xử người khuyết tật hay là người bình thường như nhau. Dạ lúc đầu gặp anh thì cũng xem anh như là bạn thôi chứ còn chưa nghĩ tới chuyện gì tiến tới đúng không? Dạ. Đến khi nào thì em mới cảm nhận được anh này có một cái điều gì đặc biệt? Dạ cũng thời gian lâu lắm ạ, có hơn một năm đó. Dạ thấy anh này trong cái vụ 3 tháng. Dạ. Là mình chỉ mình chỉ nhận lời cho. Dạ. cho anh vui thôi đúng không? Cả là vui chưa yêu. Dạ, sao chưa? Nắm tay để nguyên vậy? À. Cũng giật lại dữ lắm mà ổng cứ nghĩ ông có đưa yêu mà nắm tay đùng như này. Mày nắm tao đi, tao yêu mày, tao giật lại tao giật được. Không phải, tại vì cái cú này mới knock out nè. Anh đã đi nói hết cho tất cả mọi người rồi là anh yêu em. Rồi bây giờ tại sao một năm sau thì Hoàng Phương mới có mới thật sự là yêu ảnh? Khi mà tiếp xúc nhiều như vậy đó, qua cà phê rồi này kia nọ, em cảm thấy anh này rất là chân tình. Và có những cái đức tính rất là tốt, nên từ đó em đã cảm mến. Sau đó quen rồi thì ảnh có tới nhà và gia đình có chấp nhận ảnh không? Ngại lắm, ảnh không dám tới nhà, ảnh sợ lắm. Thì lúc đó em mới nói với bà xã, cái tình cảm anh dành cho em á là hoàn toàn bằng sự thật, anh yêu bằng cả trái tim này. Đúng ra cái tình yêu này á là mình phải được công khai. Đúng rồi. Tại sao mình phải lén lút như thế này? Đúng rồi. Rất đau khổ. Còn cổ thì áp lực, gia đình là mỗi lần áp lực như vậy là mỗi lần chia tay. Chia tay 4 5 lần, lâu nhất là hơn 1 tháng. Rồi cái có một lần đó em mới nói với bà xã, cái đời này cái gì anh cũng chịu được hết. Nhưng một khi em xúc phạm tới anh thì cho dù anh có yêu em đến mức nào thì mình cũng chấm dứt. Khi bà xã nắm được cái điều đó, bà xã muốn chia tay là bà xã nói vô cái vấn đề đó để cho mình rút lui rồi chia tay. Chia tay về rồi rất đau khổ. Thì mình lần này bao nhiêu lần khác chia tay là mình cứ gọi điện cứ kéo. Lần này chia tay thì em quyết định rồi, thôi luôn. Cổ cũng buồn, đâu thua kém gì. Tại vì cổ vì áp lực gia đình nên cổ phải nói nặng lời với mình, chứ thật ra thâm tâm thì không muốn nói. Thương mình. Dạ. Thì em cũng không có gọi điện nữa. Mà đi làm thì buồn lắm. Đi làm mà cái hồn nó lên mây chứ hồn nó không có ở trong cái công việc của mình. Lúc đó cái tự nhiên đang cái buổi chiều, cái thấy cái điện thoại reo, mở lên thì cái điện thoại của bả, bật số điện thoại của bả rồi. Thì mở lên alo, mình alo với cái giọng là có một cái khoảng cách. Alo, thì ở bên kia khóc. Bảo là tại sao anh không gọi điện cho em? Dù là đá bây giờ cũng một mềm nhũn ra. Trời ơi, tan nát liền, tim tan chảy liền. Phương, em nói nghe coi. Nghĩa nó kể mà giờ nó còn xúc động kìa. Em chịu hết nổi rồi đúng không? Rồi em phải điện cho ảnh đúng không? Nhiều khi thấy lúc đầu thì ảnh quen em mà ngày gọi ba bốn giác. Ba bốn giác. Chia tay không gọi gì trơn. Chia tay cả tháng trời, cả tháng trời không gọi. Rồi sao lại nhớ quặn nhớ đau đúng không? Tức đúng không? Tức trong lòng. Những cái điểm á. Có cái chương trình truyền hình VTV3 ở chương trình là sau giao thừa đó. Nó phát sóng, nó mở mời một người là nói chuyện đầu năm mới là bản thân em. Trời ơi. Cái em mới nói với bà xã đón giao thừa cho mẹ con. Em mở cái chương trình này cho cả gia đình coi để biết được anh là ai. Trời ơi. Sao lại kể? Lúc nào mở ra cho mẹ coi thì mẹ nói cũng rất là tự hào. Nói trời, thằng này nó cũng là tài quá ta. Quá tự hào chứ giỡn hoài. Trời ơi. Dạ. Trời ơi, tôi còn được lên nữa. Không, cái người bình thường á mà người ta bơi giỏi, người ta thể thao giỏi đó là bình thường. Nhưng mà những mà như chồng em á mà người ta vượt lên trên số phận mà người ta tạo ra những cái kỳ tích như vậy là quá tuyệt luôn. Mà đây là mang một cái niềm tự hào không chỉ cho gia đình đâu mà cho cả dân tộc luôn á, cho cả đất nước luôn rồi. Thôi chúc mừng nghe. Thôi bây giờ cái chuyện nó quá vui rồi. Vô qua cái trang kia đi. Đó, bây giờ cưới về nè. 15 năm ở cạnh nhau, bây giờ mấy đứa rồi? Dạ hai cháu. Đứa lớn nhiêu rồi? Dạ 13 tuổi. Trời đất ơi, con lớn quá vậy. Ổng có mấy cái tật xấu gì không? Tật xấu là cằn nhằn, khó tính lắm. Rồi ổng có đào hoa không? Chứ tôi thấy ổng nói chuyện đó nghe, đầu đuôi giữa. Dạ có, chắc em nghĩ là có đó. Tại vì lúc mới cứ về cỡ một năm sau là em có bé trai đó. Cái ảnh đi tập huấn ở Hà Nội về, cái có một cái số điện thoại đó gọi hoài mà ông xã không có nhà. Cái em mới nghe đại coi sao, thấy con này gọi hoài mình cũng sợ người ta trông. Em mới alo, cái cổ nói ủa em ơi, em là em gái của anh Nhã hả vậy? Cái em nói không phải, em là vợ của anh Nhã. Cổ nói
Ủa anh Nhã nói với em chưa có vợ mà chị? Ủa anh Nhã nói với em chưa có vợ mà chị? Thôi rồi, xong luôn rồi. Thôi xong. Ủa sao kỳ? Nhã ơi, Nhã có thể nói chút xíu về cái cuộc gọi điện thoại này được không? Tôi là tôi ớn ốc nhất là lúc nào mà có cái tiếng nhỏ nào mà nó hỏi tôi là đáng lý hỏi à alo chị phải vợ của ảnh không à. Còn đây em gái hay là chị gái à. Hả ra Hà Nội tập huấn đó thì ở em ở tầng trên, còn cái cô đó tầng dưới là điền kinh ở ngoài Thái Nguyên à. Thì cái cô đó cổ cũng đang đi học thì mỗi buổi tối đó cổ tập luyện xong rồi cổ về cổ học á, mình xuống mình dạy cho cổ học đấy, rồi cái các thứ đồ qua lại dần dần cái cô hỏi mình cái có người yêu chưa, có vợ chưa. Lúc đó mình cũng nói là anh chưa. Thì thật ra thì mình cũng không phải là để cua cổ hay gì, nghĩa là mình muốn cho một cuộc nói chuyện vậy thôi, tại vì tập quấn với nhau chỉ có 3 tháng là xong rồi. Cái nhẫn cưới của chú đâu? Cái nhẫn cưới là nay tôi gần đất xa trời mà lúc nào tôi cũng gắn cái nhẫn cưới tay tôi nè chú. Em nói cho chị nghe nè, cái nhẫn cưới là đi đâu là anh cũng lột ra bỏ vô bóp. Trời đất ơi, tới giờ luôn hả? Mẹ đâu thấy đâu. Rồi bây giờ tới Hoàng Nhã đó, bà có tật xấu gì? Bà có một cái tật xấu là nói nhiều ha. Cái vấn đề gì đó anh nói với em, cái vấn đề gì nó cũng có cách giải quyết hết. Mình giải quyết mà nó ra kết quả thì đó là cách giải quyết, còn nếu mà mình giải quyết mà nó ra hậu quả thì đó không phải là cách giải quyết. Thì mỗi cái gì đó bà cứ đùng lên thì nó đâu có giải quyết được vấn đề đấy, cho nên đó là cái chuyện gì mình từ từ mình giải quyết. Anh nói với em là có cách giải quyết hết, đúng đấy. Mà thôi, hôm nay đến với chương trình nhân cái kỷ niệm 15 năm rồi các bạn ạ, nghĩa có cái điều gì hay có một cái hành động gì hay có một lời nói, có một bí mật gì đặc biệt dành cho vợ qua chương trình là cũng muốn nói một cái lời cảm ơn tới bà xã. Anh muốn có một cái món quà nhưng đây là trời ơi, khỏe luôn. Đứng lên đi, đứng lên Nhã ơi. Một cái món quà này trời đó, có đẹp quá, sáng giới rồi trời ơi. Này là quý vị biết không, đây là thật hết luôn nha, thật chứ không hề diễn. Và mọi người nhìn xem cái hộp, cái hộp của Nhã nè, hộp của Nhã nè, chị coi nè, dấu nè. Cái hôm mà đi mua cái này á là bả điều tra ông đi đâu mà một buổi trời tôi đứng đây tôi chờ ông, mình chạy đi mua mình giấu. Tham gia chương trình này đó là em có viết một cái bài thơ là để tặng cho bà xã. Tết lại về, Tết lại đến em ơi, Tết cho em người lái đò tri thức, nghiệp chồng người muôn đời luôn sáng rực, thế hệ này nối tiếp thế hệ sau, lối em về tràn ngập nắng ban mai, trời lộc biết ngày đêm sinh sôi nở, có anh rồi vòng tay luôn rộng mở, hãy vững lòng nghiệp chèo lái nha em. Hay quá. Trời ơi, bà Phương nói gì với ông Nhã đi. Em cảm ơn anh rất là nhiều, hôm nay anh làm em rất là xúc động. Chị Thị Minh Hoàng, năm nay em 26 tuổi, hiện tại đang nhân viên văn phòng. Dạ, em là Nguyễn Công Khánh, em năm nay 27 tuổi, em cũng là nhân viên văn phòng. Thế hai em là ở Sài Gòn hay là ở tỉnh ạ? Em ở Biên Hòa, Đồng Nai. Nhưng mà hai bạn này bây giờ đang ở Biên Hòa hay là đang ở Sài Gòn? Dạ, hai vợ chồng anh đang làm ở Sài Gòn. Làm ở Sài Gòn. Rồi bây giờ kể cho anh nghe đi, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là ở đâu? Vợ em kể. Tụi em gặp nhau cách đây là gần 10 năm. Năm đó em 16 tuổi. Hồi đó là em với chồng em là có một khoảng thời gian chat qua mạng trước, sau đó mới hẹn gặp nhau. Thì gặp nhau là ảnh từ Sài Gòn xuống Biên Hòa, anh đón em lên Thủ Đức chơi. Đúng. Tại sao lại chơi ở Thủ Đức? Tại vì anh muốn tổ chức sinh nhật ở chỗ trọ của chị ảnh ở Thủ Đức. Ok, buổi sinh nhật đó là buổi sáng hay là buổi tối em? Dạ buổi sáng. Trong cái buổi sinh nhật đó nó có lãng mạn không? Như phim Hàn Quốc luôn anh. Kể đi. Bây giờ ai là người kể cho nghe? Để vợ kể đi. Sáng hôm đó anh hẹn em ở bãi xe buýt khoảng 8 giờ, nhưng mà 2 tiếng sau đó anh mới xuất hiện. Thế là em ngồi chờ anh trong vòng 2 tiếng đồng hồ, xong rồi lại bắt thêm chuyến xe buýt nữa, hai tụi em đi lên Thủ Đức. Thì trên cái chuyến xe buýt đó thì tụi em ngồi kế nhau, thì em lại dựa vào vai ảnh. Xong rồi tụi em khi mà tới Thủ Đức thì lúc đó trời nó bắt đầu mưa lất phất rồi, thì tụi em đi bộ nói chuyện với nhau, chia sẻ này nọ, ấn tượng đầu tiên thế nào. Tới lúc mà gặp chị của ảnh rồi ăn uống xong á, mọi người mới đi karaoke. Sau cái buổi đi chơi đó thì em và ảnh mới tách riêng ra để đi qua hồ đá chỗ Thủ Đức chơi. Thì lúc đó thì trời bắt đầu mưa, thì tụi em hai đứa che chung một cái dù, vừa đi vừa sánh vai với nhau nói chuyện. Xong rồi tới lúc mà mưa bắt đầu nặng hạt rồi thì lại bỏ dù ra để tắm mưa luôn. Nghe cảm hết sức luôn á. Rồi xong bữa đó thì hai đứa bệnh bao lâu? Chứ chị là cái nào 2 tuần cảm cúm rồi đó. Gặp một vân là coi như nằm 2 tuần. Lúc đó sức trẻ lắm chị, không có biết bệnh là gì. Chứ là lúc đó là trái tim bắt đầu rung động rồi đúng không? Rồi sao? Sao cái ngày đó về thì
ai là người rung động mạnh mẽ? Em nghĩ là em. Lúc đó em có biết là vợ em đã gọi là thấm đòn em nè? Dạ biết chứ. Em biết. Chưa đi là thính rồi. Anh muốn hỏi là em làm gì để cho anh biết rằng là em có cảm tình không? Biết anh tự biết từ lúc mà hai tụi em còn nói chuyện qua mạng với nhau. Rồi đến lúc nào thì anh toàn tâm toàn ý với em? Tới lúc mà toàn tâm toàn ý là sau đó 6 năm. 6 năm mới toàn tâm toàn ý. Còn trong 6 năm là vẫn coi như rất thính khắp miền non nước vậy đó hả? Mà chị hỏi em là trong 6 năm là em có biết là ảnh cũng có những cô khác nữa không? Em biết ngay từ đầu rồi. Em biết từ đầu. Và em chấp nhận? Không hẳn là chấp nhận hẳn. Tại vì em biết là lúc mà em thích chồng em sẽ là người chịu khổ nhiều hơn. Coi như gần như đơn phương đó hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em chấp nhận điều đó trong 6 năm? Em một nửa thì em dằn xé trong nội tâm của em thôi. Tại vì em biết là em thích người này rồi. Một nửa thì em cảm thấy là nếu mà em thích người này thì em sẽ chịu khổ rất là nhiều. Mà em không muốn là em chịu khổ nhiều như vậy. Làm sao mà em vẫn giữ được trong 6 năm để mà... Trong khoảng thời gian đó thì em có thử quen người khác 2 năm để coi là nếu mà không phải là chồng em thì em có chấp nhận được người nào khác nữa hay không. Tại vì lúc đó em rất là thương chồng em rất là nhiều. Rồi cuối cùng sau đó em cảm thấy là không hợp nữa, cho nên là em mới dừng lại. Em muốn là em bây giờ em chỉ cần một mình thôi. Thì thời gian lúc đó là chồng em lại quay lại. Là đó là năm thứ 6 đó phải không? Dạ đúng rồi. Tại sao vậy em? Em không biết, nhưng mà tại tính em thì thích thay đổi á. Ông này không phải có cái gì nè, bởi vì cái gì nó đâu có quyến rũ gì đâu. Phải có cái gì nè, suy nghĩ hoài ra không ra nãy giờ. Mà trời, một cô gái xinh đẹp như này yêu đơn phương 4 năm trời. Em nói coi lý do tại sao mà 6 năm trời á. Em có biết là có một cái tình yêu đơn phương với em không? Dạ biết ạ. Em biết luôn. Dạ. Rồi là sao mà tới 6 năm sau em mới đón nhận cái tình cảm này? Dạ thì lúc đó một ngày thôi ạ. Vô tình thì tự nhiên thích đi nhậu một mình. Xong rồi em nhậu xong em về em cũng suy nghĩ về bạn này, vợ em á. Em thấy là từ trước nay là có mỗi vợ em là quan tâm em nhiều nhất. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em có quan tâm, em có làm gì đi nữa thì vợ em cũng quan tâm em, vẫn sẽ chia sẻ với em. Nên em mới quyết định là quay lại với vợ em. Lúc mà quay trở lại có khó khăn gì không? Dạ có. Thì lúc đó là em tổn thương về mặt tình cảm rất là nhiều, nên là em quyết tâm là em không muốn quen ai nữa, kể cả ảnh. Thì sau đó khoảng 6 tháng thì tụi em mới quyết định là quen nhau chính thức. Rồi hai đứa có về chung một nhà không? Dạ có. Coi như là sống thử đó, phải không? Tụi em quen nhau được 1 năm thì em với anh về chung một nhà. Rồi sống thử. Vậy là ba mẹ có biết không? Nhà em thì không biết. Đến bao lâu thì nhà em mới biết? Tới bây giờ cũng chưa biết. Là sau đây mới biết. Rồi, sau chương trình này biết rồi. Sống rồi mới biết. Thế nhưng mà là em chủ động là hai người ở chung một nhà hay là chồng em? Dạ chồng em. Lúc đó là sao mà em lại có cái đề nghị đó? Lúc đó là em sợ mất vợ em á, nên... Bây giờ mới thấm thía đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Mà sống thử. Trong 1 năm đầu sống thử thì hai em có khó khăn gì không? Tại vì em với ảnh ở chung với chị gái của ảnh, thì là ba chị em ở chung nhà với nhau. Thì nói chung là mọi chuyện năm đầu tiên rất là hạnh phúc, vui vẻ, không có vấn đề gì hết. Vui rồi phải không? Coi như là lúc đó là của thất lạc, bây giờ tìm lại được là vui rồi. Vậy là sau đó thì cưới. Cái lúc đó anh ấy vẫn giữ một cái vị trí soái ca trong lòng của em đúng không? Dạ đúng. Tức là cái vị trí của người này chưa bao giờ thay đổi trong lòng em cả. Đó là... Đã chưa? Rồi bao lâu thì cưới cơ? Dạ tụi em quen nhau tới năm thứ 3 thì cưới. Rồi vậy, như vậy là sau hôn nhân thì cuộc sống chắc là vẫn cứ giống như sống thử hay sao? Nó có giống như sống thử không hay là nó sống gió? Nó sống gió đó. Lý do? Lý do là bây giờ chuyển sang phần 2 đó, là phần mà kể tội tật xấu của nhau. Bao nhiêu năm rồi em? Tụi em cưới nhau bao nhiêu rồi? Tụi em đăng ký kết hôn từ tháng 3 năm nay. Là mới đây thôi? Dạ đúng, mới đây. Rồi sống gió thì sao đâu, kể nghe coi. Vậy là anh rất là khó tính. Em đã khó tính rồi, anh còn khó tính hơn cả em nữa. Ví dụ như là khó tính về trong ăn uống đi. Thế là một bữa là em sẽ nấu, một ngày sẽ nấu 2 bữa, bữa trưa và bữa tối. Thì 2 cái bữa đó thức ăn không được lặp lại giống nhau. Một bữa có đủ 3 món thì anh mới chịu. Rồi dậy thì phải gấp chăn mùng mền. Rồi hay là đồ vật không được vứt lung tung trên sàn thì anh cấm làm những chuyện đó. Nhưng mà anh lại làm được. Anh lại được làm, nhưng mà em nói anh thì anh không nghe. Nhưng mà cái đó đâu phải là sóng gió đúng không? Sóng gió là tại vì tụi em bất đồng quan điểm với nhau, bất đồng quan điểm sống. Nên là khoảng thời gian sau khi cưới là tầm khoảng tháng 6, tháng 7 là mới đây thôi, là tụi em gây nhau rất là nhiều. Tới mức mà em nghĩ là không biết là quyết định của mình là có đúng hay không. Mà về vấn đề gì? Em thì là người phụ nữ của gia đình, em ưu tiên của em luôn là gia đình. Còn ảnh thì hiện tại là ảnh đang trong cái độ tuổi là muốn chăm lo sự nghiệp. Cho nên là ảnh thời gian đó là ảnh quyết định là ảnh sẽ làm 2 công việc cùng một lúc, tức là cả sáng cả tối. Nếu mà em nghĩ là nếu như mà ảnh làm như vậy á, thì sáng một ngày em chẳng gặp ảnh được bao nhiêu tiếng cả, cũng không biết nào mà chia sẻ với nhau trong cuộc sống như thế nào. Thì nhiều khi ảnh đi tới tối mịt là 10 giờ, 12 giờ anh mới về, lúc đó em đã ngủ rồi. Thì em mới nói là anh nên suy nghĩ lại về quyết định đó.
nhưng mà anh cũng im lặng, anh muốn định theo ý của anh là anh vẫn làm hai công việc. Vẫn làm hai việc. Và như thế là coi như là sóng gió là nó nằm ở cái vấn đề đó đúng không? Yeah. Với một phần nữa là em với anh có nhiều cái quan điểm khác nhau. Anh là người hướng ngoại, anh thích ra ngoài tụ tập nói chuyện bạn bè này kia. Em thì em cũng thích cái việc đó nhưng mà chỉ là trong mức hạn chế thôi. Ví dụ như là một tuần 7 ngày thì sẽ có 2 tới 3 ngày em ra ngoài em chơi bời gì đó. Nhưng mà những ngày còn lại thì nên ở nhà, chứ đâu thể nào mà 7 ngày mà đi hết 7 ngày được. Sao vậy chồng? Em nói đi, em nói tại sao lại có những cái sóng gió đó? Dạ là phần là vì công việc đó, em stress. Thứ hai nữa là tại vì mới lấy vợ mà thấy nó thay đổi so với sống thử này kia. Dạ. Nó em thấy nó hôn nhân nó bức bí quá. Cái tính của em thì là thích thoải mái, cuộc sống nó vô tư á, nó không bị mất tự do. Nên nhiều khi vợ em mà anh có về ăn cơm không, rồi anh đi đâu phải báo với em, lúc đó làm rất là khó chịu tại không có quen á. Nhưng mà sau này thì em quen rồi. Sau này là quen rồi. Tụi em mới cưới nhau được mấy tháng không ạ? Dạ sau một tháng vừa rồi em. Nhưng mà hiện giờ là em đang làm công việc gì? Dạ công việc chính thức của em hiện tại bây giờ là em đang là giám sát thi công quảng cáo. Với lại công việc thứ hai nữa là làm quản lý cho một cái nhà hàng. Dạ. Quản lý nhà hàng chắc chắn là phải buổi tối rồi. Dạ. Nhưng mà cái điều đó là bởi vì do em áp lực công việc, áp lực cuộc sống mà em bắt buộc phải làm vậy. Là do tiền bạc đúng không? Dạ vì là em muốn mua được nhà cho vợ em. Dạ. Em hiểu không? Dạ hiểu em. Gần đây thì em mới hiểu điều đó. Hiện giờ là hai bạn đang ở nhà thuê à? Dạ đúng rồi. Thực ra em biết là mọi chuyện đó bắt đầu từ cái ngày mà em nói với anh một câu là anh ơi em định là 2 năm nữa là mình sẽ có con. Thì em sau này em nghĩ lại em mới nói là câu đó tạo cho chồng mình một cái áp lực, nên là anh mới làm việc điên cuồng như vậy. Nhưng mà cái mà bức bối của em ngoài cái chuyện về giờ giấc á, mà để mình không gặp được nhau thì có khi nào trong đầu em nghĩ tới một cái chuyện khác nữa là anh lại coi như là giống như thả thính như ngày trước không? Có, em có bắt gặp một lần. Trước thì em không bao giờ nghĩ cái chuyện đó, tại vì em tin tưởng chồng em hoàn toàn 100%. Tại vì em biết là chồng em đã yêu, đã quen rồi thì rất là nghiêm túc. Nhưng mà tháng 6 vừa rồi thì em vô tình lại bắt gặp là chồng em có nhắn tin với một bạn nữ khác. Nên là em cảm thấy là vừa tức giận mà vừa thất vọng nữa. Là tại sao là em cũng bức bối, em cũng ngột ngạt, em cũng mệt mỏi. Nhưng mà em chưa bao giờ nghĩ tới định là sẽ tìm một ai đó để chia sẻ, mà chồng em lại làm như vậy. Nhưng mà người đó là chỉ là bạn bình thường thôi. Dạ, bạn bình thường. Anh muốn hỏi là hai vợ chồng em cho tới thời điểm này thì có cái gì nặng nề đúng không? Là em chỉ lo cho sức khỏe của ảnh thôi. Tại vì ảnh làm một ngày 16 tới 20 tiếng, mà cái môi trường công việc ảnh lại gặp nhiều hóa chất, rồi phải uống bia bọt này nọ, thì em rất là lo. Trời ơi, một ngày làm việc 16 tiếng đồng hồ. Hai việc mà. Nhưng mà chị hỏi nè, em nhắm là với cái tình hình mà em làm hai công việc như vậy á, thì em nghĩ là trong bao lâu em mua được nhà? Thì thật sự á, là em chỉ cần trả cái tiền cọc chứ thôi. Còn những cái tiền mà trả góp á, thì em sẽ trả từ từ. Cho dù là tiền cọc đi chăng nữa thì em nghĩ là trong bao lâu? Trong vòng khoảng 6 tháng nữa. Bây giờ sự em có muốn cái điều đó không? Muốn có được cái căn hộ mà để chờ thêm 6 tháng nữa cho nó đủ không? Dạ có. Tại vì tụi em cũng định là có em bé trong vòng 2 năm nữa. Thì phải có một cái chỗ cố định để chăm lo cho em bé. Có nghĩa là em đã thoải mái trong cái việc dạ, đó đúng rồi đúng không? Đó thì nếu vậy thì chị cũng yên tâm. Chứ còn thực sự nếu mà nhiều khi mình chỉ có chấp nhận là bởi vì nó phải là như vậy thì cũng không hay lắm. Thôi bây giờ anh chỉ hỏi là em mong muốn chồng em cần phải thay đổi. Đó là điều gì? Em muốn chồng em là cởi mở hơn một chút nữa. Tại vì có những chuyện là em biết là anh giấu trong lòng, nhưng mà anh không nói ra. Nhiều khi anh đi làm về anh lại ôm em khóc. Nên là em cảm thấy là mình bất lực trước cái sự mình buồn bã của chồng á, mình không giải quyết giúp đỡ được gì cho chồng cả. Nên là em muốn là anh cởi mở với em hơn chút nữa. Là có chuyện buồn gì đó thì nói cho em biết, chia sẻ với nhau chứ đừng có giữ một mình trong lòng. Còn em thì sao? Dạ em chỉ mong muốn em đừng có lười nữa, tại vì em ngủ dữ quá. Mong muốn em đừng có lười thôi kìa. Dạ ngủ dữ lắm. Dạ. Ngủ mà gọi điện là phải gọi điện 5-6 lần mới dậy. Vậy á dạ. Hả? Thì bây giờ chị nói em nghe nè, tất cả những cái điều mà em muốn ở vợ em có nói hết đi. Thực sự em che giấu làm gì cái công việc cực khổ của em. Tại vì cái quản lý nhà hàng chị biết mà rất là cực. Cực lắm chứ không phải, tại vì chị có nhà hàng là chị biết. Cho nên rằng là rất cực. Em cứ nói vợ em tất cả những cái cực khổ đó của em, để mà khi nào mà vợ em hiểu được thì vợ em sẽ bớt lười. Còn nếu mà vợ em không hiểu có nghĩa là em vẫn lười. Mỗi lần mà có chuyện buồn về thì cũng làm vợ khóc về kể cho vợ nghe, thấy không? Ừ. Rồi, xin chúc hai em sẽ đạt được tất cả những ý định nha. Dạ. Và mau chóng đón một thiên thần xinh xắn xuất hiện trong gia đình của mình nha. Dạ. Chúng ta cảm ơn. Đất ơi, chia ra mỗi đứa tụi tôi một con heo coi, con heo hay con gì vậy? Con dạ, heo. Con heo đúng không? Trời ơi, thôi bây giờ mình khoan đón tên, đón tuổi đi. Ừ. Mình đón nghề đi chị. Em đón nghề nè. Tiệm vàng chắc luôn. Dạ. Đúng không? Dạ sai. Sai. Dạ sai. Đây là của hồi môn. Của hồi môn. Ủa ta đang đón nghề mà. Đón nghề mà thì... À thợ bạc đúng không? Dạ. Sai. Sai nữa thôi chưa. Thôi em không đón luôn.
sai. Em không đoán. Thôi bây giờ thay vì đoán thì hỏi thẳng luôn. Hai bạn tên gì, nghề nghiệp, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Nè, mời. Dạ chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Thì con tên là Phan Trấn Nghiệp, đến từ Vĩnh Long. Nghề nghiệp của con là kỹ sư tự động hóa, nhưng mà hiện tại thì con về kinh doanh cùng với vợ. Vậy hả? Dạ. Con kinh doanh gì vậy? Dạ kinh doanh online và bán ở nhà. À kinh doanh online, bán đồ ở nhà. Dạ, bán vàng hay là bán gì nào? Em định nói. Em đang định nói. Con bán gì? Dạ bán đồ ăn, bán con, đồ ăn bạc. Con tự được quyền giới thiệu về cái công việc của con để người ta biết chứ. Dạ vợ chồng con thì hiện tại là bán đồ ăn bạc, chủ yếu là bánh tráng phơi xương. Vậy hả? Trời ơi, rồi bữa nay từ Vĩnh Long lên đây. Dạ. Có mang bánh tráng cho cô với chú Thuận không? Dạ có. À, thấy chưa? Một chút mang lên luôn. Dạ, nghe. Dạ. Và nhân đây là tôi cũng xin gửi gắm các cặp vợ chồng. Ai làm cái gì, ai có mang cái gì thì cứ mang trực tiếp lên sân khấu. Tôi với chị một tôi là không có từ chối. Nhận và khui ra ăn tại chỗ luôn. Đó chị một ha. Bánh tráng phơi xương em ơi. Nghe mà thèm nước miếng chảy ròng ròng nữa chị một ha. Rồi bây giờ mà em. Anh nhiêu tuổi ta? Con nhiêu? Dạ 31 tuổi. 31. Rồi. Mời vợ của Trấn Nghiệp. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Thì con tên là Đặng Thị Kiều Duyên, con cũng đến từ Vĩnh Long luôn. Thì nghề của con á là giáo viên mầm non, nhưng mà con cũng đã nghỉ. Và hiện tại thì con với vợ chồng con đang kinh doanh luôn là bánh tráng phơi xương. Ừ. Rồi coi như là trên mạng hả, đúng không? Làm TikTok đồ này kia đúng không? Đúng rồi, dạ con bán thì ở trên các cái sàn thương mại điện tử. Thì con bán, sau đó thì hiện tại thì vợ chồng con cũng mở một cái tiệm nhỏ tại cái nhà của mình luôn. Dạ, thì kinh doanh của tụi con cũng khá ổn. Ừ. Là có nhiêu tiền kinh doanh là con gom con mua gom này con mua hay là cái đó là cái của hồi môn mà hồi lúc là con đám cưới rồi ba má cho ấm mức cái này hỏi mới cho bằng được đó. Dạ thật ra con còn 10 chiếc vòng nữa. Nhưng mà tại vì là chị biên tập nó là đeo vô thì nó sẽ bị đụng với cái mic. Đây là đồ của hồi môn lúc mà đám cưới vợ chồng của con có. Vậy đó hả? Là má chồng cho hay là bên 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 vợ cho hay là cả hai ba má cùng cho? À dạ cái này là vợ chồng của tụi con là tự sắm. Tức là hai vợ chồng khi mà đám cưới là tụi con tự bỏ tiền ra cưới, tự làm đám hết tất cả. Ba mẹ hai bên là chỉ việc lấy tiền lời rồi xài thôi. Trời nhưng ơi, dạ mời khách lại xong rồi có tiền lời rồi xài, còn tiền vốn thì tụi con bỏ. Là con lấy lại tiền vốn thôi, còn dạ, tiền lời rồi. Là kính biếu ba má. Hay dạ, quá. Wow. Nó nghe nè, rồi nó gom nó mua đeo lên người nó thì nó không cho con đeo vậy. Dạ chừng. Có. Có hả? Có kìa, có cái lắc kìa. Thấy cái lắc kìa. Mừng nè, thắc mắc nè, tại sao lại để một cặp heo, hai đứa là tuổi heo hay là đám cưới ngay chân tuổi heo? Dạ không có, tại vì hôm đó đó là đi mua vàng cũng gấp rút đó chú Thơ chú Thuận. Xong cái đi ra người ta bán hết rồi. Xong cái chỉ còn có được cái này là con heo thôi. Mà tại vì cũng mình cũng muốn đeo con heo giống như là cho nó trọn vẹn. Dạ đúng rồi, nó sung sướng. Ra còn có cái này tôi thôi lấy luôn. Cặp heo luôn, thờ ghét quá được á. Về chắc mua cặp dê đeo quá. Là em dê hả? Dạ em tôi dê chị. Vậy chị đeo cặp ngựa. Đó, cặp ngựa. Hai chị em mình đeo dẫn trình vòng son. Rồi bây giờ hai đứa là bằng tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mạnh dạn đón luôn. Dạ. Hai đứa là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã nè, quen nhau từ thời học sinh đúng không? Rồi sau này rồi lớn lên rồi cưới nhau, chú đoán vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Trời lâu lâu đúng được cái mừng muốn xỉu thiệt luôn á. Dạ vợ chồng tụi con thì đồng hành tới nay là 19 năm rồi. Dạ là từ hồi thời lớp 8 thì con chuyển trường ra là học chung xong rồi là chơi thôi, chỉ là bạn thôi, bạn thân thôi, thì tụi con mới yêu nhau và đám cưới tới nay là 6 năm đây thôi. Còn bạn với nhau chơi với nhau thân luôn á là từ hồi thời mà lớp 8 tới nay luôn, là tính ra là 19 năm rồi. Là tổng cộng cả cưới rồi cả quen luôn. Dạ, là 19 năm. Từ lớp 8 tới nay luôn. Vậy là lúc lớp 8 là Trấn Nghiệp đã để ý cô gái này và làm cái đuôi theo đuổi cổ đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Đầu giờ nói ra đó cổ cảm... sao? Đâu bây giờ phải nói cái cảm giác của con á khi mà bắt đầu vô cái lớp học đó là năm lớp 8 đúng không? Dạ. Hai đứa vô cái năm lớp 8 đó rồi con nhìn thấy vợ con lần đầu tiên á. Là cái cảm giác con nó làm sao, nó rần rần sao mà con đeo tới bây giờ luôn. Năm lớp 8 là con học trước gần nửa năm rồi vợ con mới chuyển trường ra vào lớp của con. Thì ấn tượng đầu tiên thì nè, vợ con rất là dữ. Dữ hả? Dạ. Mới vô lớp cái sâu là phải gái gái dữ à. Dạ, tại vì mới có cái gì đó trong kia mới chuyển ra đây. Thì là hồi lúc đó là vợ con mới ra là tầm 5 ngày 7 ngày là có đánh nhau. Đánh với mấy chị lớp 9. Trời đất ơi, một mình nó hay là nó có bè có cánh để mà quánh với mấy chị? Một mình nè, bữa đó đang học ở trong lớp. Tự nhiên cái bên mấy chị lớp 9 kéo qua đâu, mấy người qua cái vào gọi sáp lá cài đánh là nhau. Một mình bà đánh với nguyên một vàng. Dạ, bài chị lớp 9. Dạ. Rồi con có can ngăn không? Không, con sợ quá, ngồi không. Trời ơi, rồi bữa đó có xúc tay gãy gọng gì đó. Dạ, bữa đó là tự nhiên đi qua, xong rồi lúc đó mình chuyển trường. Mà cái thời đó người ta gọi là cái thời thủ nhi với cô chú. Giống như thấy người ta chuyển trường ra rồi giống như là lại rồi nói kiếm chuyện vậy đó. Xong rồi đánh con thì con đánh lại. Mà trong khi đó là hả, ổng là bạn thân của mình đó hả. Mà ổng ngồi ở trong cái góc ổng nhìn vậy nè. Ổng nhìn vậy là ổng không nói một tiếng nào hết. Dạ, xong đó, rồi bắt đầu cái thầy cô xuống thì mới đầu giải tán. Giải tán xong á, cái tới cuối giờ đi về, cái giả mới hỏi con chứ. Hồi nãy mày bị quýnh ở đâu vậy? Mày bị quýnh đau không? Nói rồi nãy sao mày không binh tao?
Trời ơi, tao hết hồn quá, tao sợ quá. Lúc đó là đang chơi thân. Ừ. Dạ, mà lúc đó là đã để ý rồi mà con đâu có biết. Lúc đó là chỉ là chơi là mày tao bạn bè là chơi với nhau rồi chiều đi về, ngủ nhau đi về chung vậy đó. Mà sau này hỏi ra con mới biết là để ý từ lúc con mới vô luôn. Người ta đó là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Còn này thấy chuyện bất bình nhanh chân giọt lẹ. Bữa đó mình con quýnh mấy người? À, con nhớ đâu như 3-4 người đó, mấy chị lớp 9. Xong cái qua nói là em chuyển trường ra đây mà tại vì chị không có thích em đó. Xong cái bắt đầu đánh con. Rồi cái bắt đầu đánh xong rồi con đánh lại xong cái bắt đầu thầy cô xuống thì cũng không có thương tích gì hết, không có gì nặng hết. Dạ như kiểu như là xô qua xô lại đánh vậy đó. Rồi xong rồi cái đi về xong rồi có bị chặn đường quýnh tiếp không? Dạ không. Xong rồi tại vì á con cũng có đáp trả đó cho nên chắc là con nghĩ là nhiêu đó rồi cũng thôi, xong rồi về con mát mẹ. Con mát mẹ con. Rồi dạ. Mẹ sao? Xong rồi mẹ vô mẹ kiếm. Mẹ vô tới nhà luôn, mẹ kiếm, mẹ hỏi tại sao đánh này kia gì đó. Xong rồi phụ huynh ở bên đó người ta cũng nói là con người ta đánh trước thì có lỗi vậy đó. Rồi xong rồi hai chị em xin lỗi qua lại rồi thôi đi học tiếp. Rồi. Dạ, nhưng mà lúc đó là hai đứa là trong tình trạng là mày tao, đúng không? Dạ, rồi đến khi nào thì mới thấy cô nàng này coi như là nổi bật lên và chuyển cái cách xưng hô? Dạ tới giờ cũng còn. Tới giờ vẫn còn. Vẫn là mày tao luôn à? Ủa vậy nhưng mà lúc nào thì con cảm thấy là con rung động với vợ con, xong rồi con tỏ tình với vợ con? Đó. Đó là cái lúc đó là con đi học đại học rồi. Tại vì ở xa. À như vậy là cái thời tuổi trẻ là chỉ là bạn bè thân với nhau thôi. Mà thích nhau á. Đó lên có nghĩa là sao cũng phải là 6-7 năm. Dạ. Đúng không? Lên đại học 6-7 năm. Thì lúc ủa nhưng mà tại sao lúc đó là con biết bao nhiêu cô gái đó mà con không theo đuổi mà con lại theo đuổi cái cô gái mà mình gọi bằng mày mỗi ngày? Cái này cũng không biết nói sao. Con biết không? Dạ. À, tại vì á cái lúc đó là khi mà tách ra rồi thì ai cũng có quen hết trơn á, ai cũng có tìm bạn trai bạn gái riêng như mình hết á. Xong cái nhưng mà tụi con vẫn giữ liên lạc, tức là ví dụ như đi về chồng con đi về đi học về cuối tuần về là vẫn chở con đi ăn, vẫn ngủ con đi ăn nha, đi uống trà sữa đi ăn, vẫn là mày tao bình thường, mày rảnh không tao ngủ mày đi ăn cái này, tao ngủ mày đi ăn cái kia. Dạ xong rồi tới lúc đó là con lúc mà con nghỉ dạy thì nói chung tất cả mọi chuyện của con ở dưới Vĩnh Long con đều nhắn tin, con chia sẻ, tại vì là một cái người bạn thân với mình mà, con đều nhắn tin là con chia sẻ. Thì con nghĩ chắc là trong cái khoảng thời gian, tại vì cái khoảng đó con rất là khó khăn về khi mà con nghỉ dạy xong là coi như là con bước ra con kinh doanh, thì lúc đó là con buôn bán quần áo, rồi con bán mẹ con với mẹ con là bán quán nhậu, sáng là con phải thức dậy con bán cơm, xong rồi là tới trưa là con bán cơm phần, tới chiều là con bán quán nhậu, rồi con mở shop quần áo, tức là con làm đủ mọi thứ để con kiếm tiền, tại vì con đam mê kinh doanh, con không thích đi dạy nữa. Cái sau đó là mà nó thất bại đi, mình không có kinh nghiệm, mình làm không thành công, xong mình thất bại thì tất cả mọi thứ con đều chia sẻ hết, tức là tối về nằm buồn là con lại chia sẻ là nhắn tin á. Dạ đúng rồi, dạ như tao cảm thấy như vậy vậy đó, nhưng mà tao vẫn quyết định là tao làm tiếp, như mọi chuyện mình chia sẻ cô chú coi nhiêu nói hết trong nghe. Dạ đúng rồi, dạ bao nhiêu mình nói hết luôn là mình không ngờ dễ. Dạ đúng rồi, chắc là từ lúc đó con nghĩ là chắc lúc đó là ổng mới bắt đầu, tại vì lúc đó cũng ở trên chảnh chả cũng có ghệ mà. Dạ cũng có ghệ rồi, không biết là xù khi nào đó thì không biết, là bắt đầu dạ mới quan tâm lại tới con. Nhưng mà đúng không, từ lúc mà bạn tâm sự lúc con mới cảm thấy con yeah. yêu đó đúng không? Yeah. Nhưng mà lúc đó con đang làm cái gì? Yeah, lúc đó con làm ở công ty ngoài Bình Dương á. Cái làm cái nghề của con đó phải không? Kỹ dạ, sư đúng không? Dạ. Rồi lúc nào thì con chia tay bạn kia để chuyển hẳn qua bạn này? Lúc đó là lúc không lúc con bị người ta chia tay là ông chủ động chia tay người ta. Không, hai người thấy không hợp nữa thì chia tay. Lạnh nhạt đó. Dạ. Tự nhiên bây giờ trong đầu mình nó có một cái người phụ nữ khác, cái lạnh nhạt. Dạ. Đêm ngày nhắn tin sẽ chia sẻ. Đó rồi bên kia chia tay kia, đó. Cái người kia cảm thấy ủa sao anh lạnh nhạt, cái tôi lạnh lại. Đó lạnh qua lạnh lại chia tay đúng không? Rồi xong. Rồi sao đó, rồi mỗi lần mà người ấy chia sẻ với mình, rồi mình an ủi động viên chia sẻ với cô ấy như thế nào? À, có ngọt ngào không? Không, tức là em hỏi cái lúc mà bên kia chia tay đó, không có bày tỏ với cô này thì nhắn tin làm sao? Đó, cái lúc mà bày tỏ tình cảm với cô ấy thì nhắn tin làm sao? Dạ, anh cho anh xin phép được chuyển từ tao thành anh được em, đúng không? Hoặc là anh yêu em, hoặc là người yêu ơi, nàng tiên của anh ơi, ví dụ vậy. Lúc ấy con nhắn ngọt ngào không? Dạ không. Cái nhắn sao? Con nhắn bình thường, mày tao bình thường chứ. Nhắn sao nhớ không? Sao đó nguyên câu đó. Thì nói chung là cái lúc mà con nhắn tin mà để tỏ tình á, nhắn rồi. Nó là tao yêu mày. Trời ơi, không cũng vui quá ha. Tới giờ còn mày tao mà. Dạ. Tới giờ vẫn còn mày tao. Quen rồi. Rồi khi mày nhận được cái tin nhắn đó, rồi con trả lời làm sao? Dạ cái lúc đó là con đang đi làm xong rồi. Là cô giáo đó đúng không? Dạ không, đó là con thất bại rồi. Tức là con thất bại cái nghề làm ăn rồi, con mới đi làm cho chỗ khác nữa. Con đang đi làm theo ca đó, làm theo giờ xong rồi con mới kêu là bây giờ con không dám về. Con không dám về thì con mới nói là bây giờ nếu mà chạy về Vĩnh Long thì xa quá, tại lúc đó con đang làm ở bên Cần Thơ. Xong cái chồng con mới nói là bây giờ mày ra đi, tao về tao rước mày từ ở trên Bình Dương á.
cô chú ấy không xách chiếc xe Honda chạy về tới ở dưới Cần Thơ á, đặng rước con đi về Vĩnh Long. Mà xong cái rước mà trước khi rước con á là có nhắn tin gì nè, nói à, tao á chạy mình tao lạnh lắm, à, ngồi sau là phải ôm tao mới chạy được. Xong cái lúc đó là con cũng nghĩ là giỡn thôi, tại vì mày tao từ nào tới giờ. Xong cái vợ trở về chưa đi về nữa, hỏi mày có phim không, cái con mới nói giờ này tối rồi 8-9 giờ có phim, chừng nào về bánh chút hà vô coi phim. Cái bắt đầu rủ vô coi phim, trời ơi tao nói con đầu coi phim hài nhưng mà chả là coi phim kinh dị đó. Đúng rồi, cái chiêu đó, cái chiêu đó chị. Dạ dạ, xong đi vô coi phim kinh dị nha, con nói nè 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 sợ á, dựa vô đây nè. Con nói trong bụng trời ơi thằng này sao bữa nay xến xúa dữ ta, sao tự nhiên thằng ngày đâu có vậy đâu ta. Xong cái bắt đầu lúc đó là về đó, đưa con về tới nhà. Xong là tối khuya nhớ 12 giờ đó mà còn nhắn tin, nói tao nói cái này mày đừng có giật mình. Con còn nhớ, nó hỏi mày nói gì mày nói đi làm sao, thật ra tao yêu mày. Trời ơi, một cái lời tỏ tình mà thì nó thẳng thừng như vậy luôn đó chị. Không có một chút gì rung động luôn á chú Thận. Nhưng mà thầu chú hỏi thật nghe, vô con có nhớ cái ngày hôm đó cái nội dung phim nó chiếu gì không? Dạ không. Không nhớ được. Sao mà nhớ? Chị tập trung bên này thôi. Nhưng mà lúc mà bạn tỏ tình là tao thích, tao yêu mày á, thì con trả lời sao? Con nói mày bị điên hả? Vậy đó hả? Dạ. Chứ không trả lời là tao đồng ý hả? Dạ không, con đâu có biết là chồng con nói thiệt đâu. Nhưng mà con có cảm nhận rằng là đó là một cái lời tỏ tình của một thằng bạn của mình không? Dạ dạ chưa luôn, có nghĩa là nó quá bất ngờ đi, có nghĩa là tự nhiên nó mới rước mình về xong rồi cái bắt đầu đi ăn xong đi coi phim xong rồi về. Cái nó nói mình vậy con cứ nghĩ là thằng này là nó giỡn thôi. Thằng này chắc là thằng này nó giỡn rồi, tại vì mình cũng biết là nó đã chia tay cái người yêu của nó rồi, chắc là nó giỡn với mình thôi. Thì con chỉ nghĩ vậy đó. Nhưng mà không ngờ bắt đầu từ lúc đó là ông quay xe nha. Ông quay xe bắt đầu là thái độ là thay đổi, là chuyển thành là một cái người yêu luôn đó, chứ không còn là bạn nữa. Nhà đi sợ đi ra hẹn mình đi ăn là những cái thái độ ân cần lắm, chứ không phải là như lúc trước nữa. Thì lúc đó con mới cảm nhận rằng là à thì ra là ông này ông nói thiệt. Dạ ông nói thiệt. Xong rồi lúc đó con cũng đang có bồ luôn. Dạ nhưng mà xong rồi cái giống như là bên kia mình cũng không có thấm thiết, cũng như mình mới tìm hiểu thôi. Nhưng mà cái người này thì mình đã thân thiết quá rồi. Dạ. Ví dụ như giờ đi ăn đi, con nhìn thôi là chồng con biết là con muốn ăn món gì trong cái menu đó, hay là con muốn uống cái nước gì là nó sẽ kêu trước. Thì những cái mà người ta hiểu mình như vậy thì nó hơn là trong cái khoảng thời gian mình phải tìm hiểu với người kia nữa. Dạ, nói tóm lại là sau bữa đó là hai đứa chính thức yêu nhau, đúng không? Dạ đúng rồi, sau bữa đó là bắt đầu để ý, bắt đầu mới có cái để ý rồi, bắt đầu là từ từ rồi mới quen dần với cái mối quan hệ là yêu đương. Chứ lúc đầu thì con vẫn nghĩ là bạn thì đương nhiên rồi. Thì phải từ từ chứ. Dạ. Rồi xong cuối cùng là hai đứa làm sao là yêu. Lúc đó con ở trên Bình Dương. Rồi vợ con dưới Vĩnh Long. Dạ đúng rồi. Là yêu xa luôn hay sao? Đúng rồi. Lúc đó con yêu xa bao lâu? Bình Dương. Dạ cũng mấy năm, 4 năm chú. Trời. Với lại dính ngay cái đợt dịch đó, con bị ở trong công ty hơn nửa năm nữa. 2 năm dịch. Dạ. Ngay rồi chị 16 đó con ở trong công ty. Rồi khi được thả ra hồi đó, rồi hai đứa có sống chung với nhau không? Chừng nào sống thử với nhau chung? Có, tụi con có, tụi con có sống chung với nhau là trước dịch. Là cái năm mà bùng dịch luôn đó, là trước đó là hai đứa tụi con ở chung với nhau. Là lúc đó là quyết định là đi lên Sài Gòn, là con quyết định con đi học make up để mà con về á, con có một cái nghề. Thì khi mà con đi lên á là hai đứa quyết định là con lên Sài Gòn, thì chồng của con á là ở dưới Bình Dương thì đang ở Bình Dương, mới giờ lên Sài Gòn chung với con luôn. Là mỗi một ngày chồng con phải đi làm từ Tân Phú chạy ra tới Bình Dương rồi tối đi về, là tụi con sống khoảng một năm. Khi mà tụi con học xong ra nghề luôn á, ra nghề make up luôn, là con ở tụi sống khoảng một năm. Thì bùng dịch luôn, là bắt đầu con mới về quê trước. Còn chồng con thì bị nhốt lại ở trong Bình Dương 2 năm tại vì dịch đó. Không cho ra khỏi công ty cũng không về được. Xí, anh hỏi chú hỏi cái câu này, chú muốn đào bới lại chút xíu nha. Từ mày chuyển qua thành anh em ha. Rồi bây giờ từ cái thân mật á, người từ bình thường là nó rất là bình thường, nắm tay va chạm nó rất bình thường, nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên á, nó như thế nào? Cái nụ hôn đầu tiên nó diễn ra như thế nào? Mà nó có lãng mạn không? Chắc hài dữ lắm chứ lãng mạn gì. Hai đứa bạn chơi nhau từ nhỏ hiểu không? Cái tự nhiên giờ hung kỳ, không môi đâu, không môi đâu. Rồi lúc làm sao đâu kể, cái chắc vui lắm á. Cường kể hay là vợ kể đây? Thôi cho vợ con kể. Sao nhớ không? Dạ bữa đó đó, con nhớ là bữa đó là đưa con đi về. Bữa đó đưa đi về, đi làm, con đi làm xong rồi rước, đợi rước con về thì cũng tới 9 giờ con mới tan. Xong rồi con mới đi về, cái đưa về tới nhà. Đưa về tới nhà cái xuống cái con kêu gọi về đi. Cái bắt đầu đứng hoài luôn, mà đứng mà dòm vậy nè. Dòm vô trong nhà coi mẹ con ở đâu. Cái bắt đầu con nói, ủa con nói cái gì mày không về, mày đứng hoài vậy, mày đi về cho tao đi vô nữa. Chứ cái nói, lại nó nghe nè, lại nó nghe nè. Cái cậu nói, cái vụ gì thì nói đi. Lại đây, cái bắt đầu lại, cái bắt đầu á hả, chả hung một cái, bắt đầu cái đi xe lên xe đi về mất tiêu. Mà hung má hung môi. Dạ đi hung môi xong rồi về mất tiêu luôn. Mà nhanh không? Chết nhanh luôn, chớp nhớ. Làm mà tao nói chưa kịp nhìn nữa là ở đây đè xe là đi về mất tiêu luôn rồi đó. Cái đó là hửi môi chứ không. Không, hung giống như là hung lén xong phải chạy liền, nó sợ rồi nó thay đổi ý kiến, nó quýnh như gì đó. Nhiều đóng dấu gì đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa nhưng mà lúc đó là đã thân mật lắm chưa?
Dạ lúc đó là có nghĩa là đã quen rồi, đã cũng đã quen với cái mối quan hệ là mình yêu nhau rồi chứ mình không còn là bạn nữa. Dạ nhưng mà thì thường nào giờ mình đi chơi thì mình cũng nắm tay, mình cặp kè rồi là chuyện bình thường. Nhưng mà hai đứa bạn mà để mà hung nhau á là nó là một cái chuyện nó rất là hề hước. Dạ đúng rồi, nó hề hước. Nhưng mà cái lúc mà nó phóng xe đi rồi thì lúc đó con đứng lại cái cảm giác con sao? Dạ mà con lúc đó con thấy mắc cười. Nó biết không thấy là thì mắc cười tại vì dạ mình biết là chồng của con á là một cái người nó không có một chút gì lãng mạn, nó cũng không có một cái gì mà tình tứ gì hết á. Nó thiệt là sao nó vậy đó. Tới chừng mình thấy hung xong mới mắc cười. Xong biết lắm, về mở điện thoại ra thấy làm sao. Hỏi con thấy làm sao. Rồi con nói thấy con sao? Nói không thấy gì hết trơn. Chưa kịp gì trơn, chạy mất tiêu rồi. Tại nhanh quá. Dạ vậy bữa sau làm lợi nha. Con bữa đó con về con ngủ được không? Về đó bữa đó con nhắn tin cũng cả đêm. Em chưa đâu ngủ được đâu. Tê tái luôn đó. Là sau cái nụ hôn đó là cái cảm xúc về bạn này là khác hẳn đúng không? Yeah. Không có giống như ngày đi học nữa đúng không? Yeah. Tự nhiên giờ có một cái gì đó nó ngộ đúng không con? Đúng không? Nó lạ. Ừ lạ lạ. Như vậy là sau đó là hai đứa dọn về sống chung á đúng không? Dạ đúng. Sống chung mà có làm ăn chung không? À dạ không, lúc đó thì tụi con chưa có kinh doanh như bây giờ. Cái nghề của tụi con là tụi con mới phát triển là từ hồi hết dịch á, là khoảng một năm nay thôi. Còn hồi lúc đó sống ở trên Sài Gòn là con ban ngày thì con đi học make up, còn chồng con thì làm ở Bình Dương. Xong rồi cái tối về thì hai đứa là mới ở chung là đi vòng vòng rồi chơi gì đó, thì để con học xong cái make up của con á thì con tính là ra nghề. Sau đó thì con cũng mua máy mua ảnh các kiểu để tính là chồng con là sẽ không đi làm nữa. Thì dạ đúng rồi, chụp hình. Đó hai đứa là dự tính như vậy. Nhưng mà cuối cùng á là cái nghề nó không chọn mình. Dạ cuối cùng lại mình bẻ. Tức là hai đứa hùng với nhau. Lúc đó là ông nghỉ Bình Dương. Dạ lúc đó về chưa đúng... Tại vì tụi con không có vốn, tức là chồng con phải đi làm rồi mới sắm đồ từ từ, tại vì máy ảnh đồ thì nó mắc lắm. Mấy chục triệu lận, rồi đi làm sắm từ từ với mỗi lần là lãnh lương sẽ sắm cái ít gì đó. Rồi cuối cùng lại là không được. Dạ đúng rồi, cuối cùng thì lại là không làm. Thì nói tóm lại là hai đứa quen nhau vậy là gia đình rất là đồng ý đúng không? Có ngăn cản gì không? Dạ lúc đầu á thì bên mẹ, bên ba mẹ con cũng nói là giống như là bạn bè mà để mà giống như mẹ con cũng khuyên là ví dụ như phải suy nghĩ cho kỹ, tại vì á từ một cái bạn á mà mình lên tình yêu thì được, nhưng mà từ cái tình yêu á mà mình hạ xuống làm cái tình bạn á thì không được. Mẹ nói ví dụ như đừng có nghĩ là tại vì mình mến nhau quá rồi mình đến với nhau, phải thật sự là yêu nhau. Mẹ nói là nếu như mà mày không khéo á là coi như mày với nó không còn làm bạn được, thì nếu như mà ông ấy thì từ chối khéo. Mẹ nói vậy, còn nếu như mà xác định mà đã yêu rồi á thì là hai đứa đi luôn, tại vì cũng hai bên cũng biết nhau hết trơn rồi. Là có nghĩa là xác định rồi á là hối đám cưới luôn đó phải không? Bên ba má con cũng vậy gì? Dạ. Ờ. Tại vì nhà cũng gần. À dạ. Vậy hả? Rồi vậy là sao, cái đợt đó là cưới luôn hả hay sao? À dạ không, tức là tụi con quen nhau cũng tới nay cũng từ lúc yêu tới nay chắc cũng 6 đến 7 năm rồi, mà tụi con mới cưới hồi tháng 9 năm rồi. Mới đây thôi. Dạ đúng rồi, tụi con mới cưới đây thôi. Tức là tụi con là chỉ có về Sài Gòn, tụi con về thành phố Hồ Chí Minh là làm chung cái công việc làm make up với là nhiếp ảnh thôi đúng không? Hay là sau đó là có quay lại Sài Gòn nữa? Dạ không, từ cái đợt dịch đó là con học ra nghề xong là tới đùng dịch luôn thì là lúc đó là con mới về quê, còn chồng của con thì vẫn tiếp tục vẫn đi làm ở Bình Dương. Tại vì định đi làm là kiếm một số vốn nữa thì mới về, tại vì đồ dụng cụ mua rất là nhiều tiền. Cái sau đó thì đi làm ở Bình Dương là chồng con ở đó luôn, coi như là ổng mới về được luôn. Thì con ở dưới này thì bắt đầu là dịch tới thì con mới bắt đầu buôn bán, thì dịch cái bắt đầu con mới nghĩ thấy là buôn bán đồ ăn được quá, thì mới đầu con mới nhập cơm chế trà bông, con nhập bánh đó, con đi giao ở vòng nội ô vậy đó. Rồi xong rồi bắt đầu con mới chuyển qua là mình nhập bánh tráng. Thì từ lúc đó là con bắt đầu bán trên những cái sàn TikTok rồi đó, là bắt đầu con quay, con like, lúc đó là bắt đầu con phát triển. Thì khi đó là con bán một ngày cũng vài trăm đơn. Thì lúc đó thì chồng con vẫn ở Bình Dương hỗ trợ, tức là chồng đi làm xong rồi tới khuya vẫn lên máy tính làm đơn xong rồi gửi cái mã đơn đó về cho con để con in ra, con dán lên hàng. Đó tức là hai đứa đồng hành với nhau như vậy. Thì cuối cùng á là hết dịch thì có hai đứa mấy bạn bè nó là làm cho người ta hoài thì cũng vậy. Thì cái mộng của hai đứa là mình muốn khá hơn, mình muốn phát triển hơn, thì bắt đầu là quyết định nghỉ. Thì lúc đó là chồng của con mới nghỉ luôn, tức là hết Tết, vừa Tết lãnh tiền công ty rồi xong là nghỉ luôn, là hai đứa bắt đầu về làm luôn. Làm luôn tới nay lúc đó, luôn. Lúc đó là tự nhiên mình lại quyết định mình nghỉ một cái công việc mà trước giờ là mình làm, mà bây giờ mình nghỉ thì mình chuyển một cái công việc đó là đi làm phụ vợ mình đó. Lúc đó có cảm thấy tiếc nuối không? Không có đắn đo không? Đó. Cũng có. Tại từ lúc mà con nghỉ còn làm tới lúc nghỉ là cũng gần nửa năm mới quyết định. Tại vì lúc đầu thì ngày làm mình làm chỉ có vài chục đơn thôi. Thì con vừa gửi đơn về cho vợ ở đây cho đóng đơn để gửi cho bên vận chuyển. Thì từ từ cái số lượng đơn nó nhiều lên, ngày 300, rồi 500, rồi 700. Rồi vợ con làm đâu có nổi nữa. Nên hai đứa mới bàn bạc là thôi quyết định là nghỉ luôn. Nghỉ công ty rồi để lấy một số vốn nó về. Rồi bây giờ trung bình là ngày nhiêu đơn? Dạ, bây giờ hiện tại bây giờ thì
có ngày ế thì cũng 300-500, còn ngày được nhiều thì cũng 1.000 hơn. Cả ngàn đơn luôn. Không lẽ giờ chuyển qua bán bánh tráng trộn chứ thì có thiệt á. Bánh tráng phơi sương. Bánh tráng phơi sương. Ha. Cái khoảng thời gian mà hồi năm ngoái là cái khoảng thời gian đỉnh điểm là cái món mà nó hot lên á, là một ngày tụi con nổ 5.000-7.000 đơn. Trời sao mà chạy kịp? Dạ, nhân viên của tụi con là 20 mấy đứa. Nhân viên là tụi con tuyển liên tục 20 mấy đứa, tuyển xong rồi nghỉ, tuyển xong rồi nghỉ, đặng là phải chạy, nhưng là người ta làm chạy đơn như mình nó làm không nổi luôn á. 20 mấy người mà lúc đó làm là từ sáng là tụi con là 7 giờ là con đã mở ra, con phải làm, con kéo cho tới tối 8 giờ là mới bắt đầu đóng. Là con không sợ hàng xóm mà cái tiếng băng keo á nó kéo, con sợ hàng xóm người ta phiền hà. Dạ đúng rồi, phiền hà mình á. Mà thôi vậy chúc mừng hai đứa quá rồi. Có nghĩa là bây giờ tụi con á, cuộc sống á, là đầy đủ ha. Rồi có thể lo được cho gia đình hai bên luôn đúng không? Đó. Rồi thôi giờ vô cái phần kia vô đi. Vô kia đi chị ơi. Như vậy là vui vẻ quá rồi. Như lại Thanh Mai Trúc Mã là cũng hiểu nhau quá rồi. Thì chắc về nhà ở với nhau. Mới 9 tháng chắc chưa có tật xấu gì lòi ra đúng không? Dạ có đầy luôn. Có đầy luôn. Dạ. Dạ. Chồng nói trước đi nãy giờ nó căng đó. Con nói trước làm gì có sự ấm ức nhẹ đúng rồi. Chắc ở nhà chắc tại vì cái phận á, cái phận cũng là chắc cũng là cũng dưới cơ này chủ đúng không? Đó dưới cơ cho nên ấm ức lắm. Bữa nay khui đi con. Đó, có bao nhiêu tật xấu? Vợ con nó còn dữ không? Móc lại cái dữ của nó từ mười mấy năm trước á con. Đã từng đánh đàn chị thì ở nhà. Có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn dưới không? Đó. Dạ có. Dạ còn hùng dữ lắm. Nói tiếng trước tiếng sau là bụp con rồi. Ủa sao con luôn hả? Dạ thêm một cái nữa là vợ con là... Nói chung là làm cái công việc này thì chết rất là nhiều. Có những ngày ế hay là này kia nữa, là vợ chỉ một mình thôi. Chỉ như tìm ra cái giải pháp, không có nói với con, không có tâm sự. Chừng nào mà tìm ra được rồi mới bay lại kêu anh vậy nè em tính vậy nè. Nhưng mà tự tính. Dạ tự tính xong rồi xong mới lại nói với con là như vậy coi được hay không. Rồi con cũng thèm nói chuyện luôn. Rồi quay ra hai đứa cãi nhau, mới nói câu trước câu sau bay lại bụp con này. Bụp luôn. Rồi có bụp lại không? Dạ không. Mà bụp vậy đó là bụp nặng không? Hay là bụp yếu thôi? Thì nói chung là quýnh cũng vui, quýnh cho vui vậy đó. Là cái... vợ con như vậy là có một cái tật gọi là vũ nữ đó, đúng không? Người ta là vũ phu, còn vợ con là vũ nữ. Ôm, cái gì cũng ôm vô rồi tự suy nghĩ rồi tự tìm ra rồi mới xong rồi mới nói tự với con. Mệt, dạ. Đúng không? Tự mệt, tự áp lực, tự cọc, tự nổi điên, rồi tự đánh chồng luôn. Con kể coi cái lần mà nó đánh con mà con bất ngờ nhất là cái lần nào? Có cái lần đó là con nhân viên con nó làm sai á, con mới la nó. Cái bắt đầu tối lên phòng hai vợ chồng cãi nhau. Cãi qua cãi lại con đang nằm cái bay lại quất con vô đây nè, hai bé sườn nè. Đau luôn. Con chạy xuống con mét mẹ. Mẹ con hay mẹ? Mẹ vợ, tại con ở nhà bên đây để làm thuận tiện để làm á. Rồi mẹ vợ con sao? Binh con hay là binh vợ con? Con cho nói con xuống con nói mẹ vợ nó quýnh con đau quá, chắc mai đi chụp CT quá. Rồi mẹ sao? Mẹ nói trời, mẹ đi chụp đi rồi đem cái tỏ thuốc về đây. Mẹ trả tiền. Bây giờ mẹ không biết nói làm sao, tại vì mẹ quen rồi. Tối tụi nghe đùng đùng là mẹ biết ở trên đó là làm gì trở này đó. Trời thương quá. Vậy là mẹ lúc nào cũng chuẩn bị một cái số vốn để cho đi chụp CT uống thuốc á. Ồ nhưng mà nè, bây giờ mới đánh hay là trước đây đã đánh rồi? Dạ mà bây giờ mới đánh. Hồi trước con có nhớ là cái ngày đám cưới á, con có bị ba đánh không? Dạ không. Không có đánh đúng không? Dạ không. Đó, bây giờ mới đánh. Dạ. Tức là từ 9 tháng đổ lại đây, khi mà con đã trở thành chồng của người ta đúng không? Thì lúc đó con mới bị đánh đúng không con? Dạ. Đó, tội nghiệp ghê không? Hồi đó là lúc trước khi lấy con là ốm hay mặt? Dạ, ốm, cũng ốm y chang vậy đó. Đánh giết mà dạ. Nhỏ lớn nổi. Đó. Rồi hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa. Tụi chưa con hả? Cũng đang để. Là được quyền đánh nữa đó, nó đánh. Tới khi nào nó có em bé chắc hy vọng là nó ngừng á con. Tại vì mệt quá, không đánh nữa. Ủa mà đánh ngày nào cũng đánh luôn, đánh mà không có chừa ngày nào luôn hả con? Bữa nào nó cáo lên Tết đánh có đánh rồi. Không? Lễ Tết nó có cử cho con 3 ngày Tết không? Tết nhất gì cũng vậy vậy con. Tết nhất cũng như ngày thường. Trời ơi, có lúc nào mà con nổi cơn điên con đòi chia tay với nó không? Dạ có. Chia tay thì ai dạ, đó? Đó, lúc mà mùng 4 Tết gom đồ luôn. Dạ đi lên xách 4-5 cái bọc bỏ đồ vô đòi đi về nhà mẹ. Tại sao? Dạ, tại con quýnh. Quýnh cái tổn thương quá rồi. Dạ. Đầu năm đầu tháng bị đánh. Dạ. Rồi nó muốn khóc luôn kìa, nó xúc động kìa. Thiệt. Cũng như nhìn là... được đôi mắt xúc động á. Dạ con như là nhà của con á thì ở ngay thành phố. Thì khi mà con làm nó sẽ thuận tiện cho shipper nó đi vô nó lấy hàng. Còn nhà chồng con thì ở rìa vô chút xíu, chạy vô khoảng 10-12 cây nữa. Thì cho nên là tụi con quyết định là chọn cái nhà của con ngoài này để mà hai đứa làm cho thuận tiện. Đó, xong rồi bắt đầu hôm Tết đó là hai bên ba mẹ đi chơi hết trơn. Xong cái hai đứa ở nhà, cái con mới đòi đi Cần Thơ. Cái nó không chịu, chồng con không chịu. Chồng con nói giờ này nắng nôi đi bển làm gì, có gì đâu chơi mùng 4 Tết. Mà nguyên một năm làm là tụi con chỉ có thể nghỉ được mấy bữa Tết thôi. Chứ tụi con đâu có nghỉ được bữa nào. Là phải làm xuyên suốt. Cái xong cái bắt đầu cái con kêu hoài không đi mà nằm ôm điện thoại hoài, cái bắt đầu con giận.
con giận lên bắt đầu là con bính. Con bính con nói hả, lúc mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Ngày tháng mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Tới bây giờ là đối xử như vậy đó. Xong cái bắt đầu hả cũng cự lên. À, bắt đầu là con bay vô con quýnh liền, cự con là con quýnh. Con nói hả bây giờ đối xử như vậy ra không có ai ở nhà, bắt đầu hả ăn hiếp rồi này kia. Cái bắt đầu hả đùng 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 giận lên, nói con á mày á hả mày không phải là vợ tao, mày quýnh tao như là hả con không đẻ vậy, mày không phải vợ tao. Xong đi lên lấy 4-5 cái bọc bự bự vậy nè, mở tủ ra gom đồ, gom nón, gom giày vậy sắp xuống. Dạ cái nói bây giờ tao không ở với mày nữa, tao đi về nhà tao. Nó nói con vậy. Chồng con nói đi về nhà tao. Cái nói cái câu nói vậy, nếu mà mày đi về thì mày điện cha mẹ mày qua đi, tại vì bây giờ mình cưới hỏi có cha mẹ thì thôi bây giờ tao điện cha mẹ tao về. Cái bắt đầu tao không cần điện, tao tự giải quyết. Chồng con nói con vậy đó, tự về luôn. Dạ tao tự giải quyết. Nhưng mà chánh nghiệp bây giờ chú hỏi nè, tại sao chú hỏi thiệt nha, tại sao con không phản kháng lại, tại sao con không coi như chống cự lại mà con đứng im để cho vợ đánh? Tại vì con thương quá. Thương quá. Tại vì thương quá. Thế cái cơn nó lên nó giọng một cái khách là coi như xong hàng rồi, đúng nhưng mà, không? Nhưng mà nhiều lúc á có nhân viên hay hoặc là có hàng xóm này đó rồi, cái thân trai của mình á, con cảm thấy con bị tổn thương không? Nhân viên con thấy biết nó quen luôn rồi. Mỗi lần mà hai vợ chồng con mà cãi lộn là nhân viên con nó ra sao á, nó đi hết như nó không nghe, không biết gì hết. Quen rồi. Nó còn cá cược nữa đó cô Dân. Dạ nó gan sao nó cá cược đó cô. Nó nói là bây giờ mày bắt ai? Rồi nói giờ tao bắt chị Duyên, còn mấy đứa nó tao bắt anh Nghiệp. Cá cược luôn cô. Nhưng mà cô hỏi này rồi, ngoài cái tật mà nắm tánh nó ra thì nó còn cái tật gì nữa không? Còn cái tật nữa, mỗi lần mà chat vô là con thấy vợ con cầm cái điện thoại lên. Cầm điện thoại lên là con mệt rồi đó. Tại vì cầm, không cầm điện thoại lên là 5-7 ngày sau là shipper tới nó kiếm con không à. Sao vậy? Đặt đồ. Mua đồ chị chép lên mua đồ dữ lắm. Ồ, tức là bà xả stress bằng cách là bà mua đồ trên shop, mua đồ online đó em. Một lần vậy là con trả hết nhiêu tiền? Cũng là cũng tùy cũng nhiều lắm, mà mỗi ngày là phải từ 5-7 người lại giao một cục hẹn, vậy cũng phải là bèo lắm, cũng phải 500-700. Tại sao bà không trả mà để con trả? Dạ, bởi vậy tiền con là làm xong lấy hết, mà tới thanh toán là con phải trả tiền. Có tiền đâu trả? Tiền của con lấy ở trên mấy cái shop vậy. Vợ nó stress đó em. Nó không cần biết, nó chỉ biết nó đặt đơn cho nó đã rồi nó bớt stress thôi. Ai trả tiền kệ. Nhưng mà sau khi nhận mấy cái đồ đó rồi, con thấy vợ con có thay đổi trạng thái không? Có còn stress không? Dạ không, nó nhận đồ nó mua đồ là nó thích lắm. Vợ con mua đồ là vui, nhưng mà mỗi lần chị chết mà mua đồ rồi chở đi chơi cho nó giải tỏa, nó đi ra ngoài để giải tỏa vậy đó, là về sẽ bình thường rồi. Cái cách mà giải stress của vợ con là con phải trả tiền. Dạ. Chứ vợ con trả tiền là nó stress nặng hơn, đúng không? Rồi bây giờ rồi. Tới còn cái nào nữa không? Dạ. Chắc hết rồi. Tạm hết hả con? Ừ. Vì trong hai cái đó con mong vợ con thay đổi cái gì, cho thay đổi luôn đi em. Sẵn dạ. Chồng nó đang hứng thú. Dạ. Nói vợ con đề nghị vợ con thay đổi cái gì? Chắc là đề nghị vợ con là bớt giữ lại, bớt đánh còn lại là được. Bớt đánh còn lại đúng không? Còn mua đồ cũng là tiền của vợ con, tại vì tiền về đó cũng lấy tiền của con đem ra con mua thôi. Cái kia kệ nó, kệ mua thì con cũng lấy tiền, nhưng mà dạ. Ý là vậy nè, con có nhắn với vợ con luôn, nếu mà em bớt đánh anh lại, chứ để đến lúc mà anh dằn không được á, anh quánh lại em một cái, lỡ em thương tích gì á, thì là anh hối hận lắm đúng không? Dạ. Đó, con nói với nó đi. Nhìn mặt anh sợ. Thiệt. Nói đi, cơ hội đó. Thì giờ anh mong là mốt em mà có giận bớt đánh lại. Hay đừng đánh anh nữa. Dạ. Đó, đừng đánh anh nữa. Phải nói tiếp theo phần sau nó mới sợ. Nói đi. Dạ mà lỡ mà không mình đánh mà anh mà bữa nào mình có nóng lên thì anh không có kìm được, là anh không biết cái hậu quả gì sao nữa nghe. Thôi thôi, chiều đó nó phải nói vậy, vợ nó mới sợ. Rồi đó, phần của chồng. Bây giờ tới con đó. Ổng có tật xấu gì không? Hay là thấy ổng hiền quá à? Dạ, hiền khô vậy đó. Chồng con hiền nhưng mà chú Thuận thấy vậy chứ cọc lắm. Cọc? Dạ, tính lắm. Nhân viên nhà của con á nha, sợ chồng hơn sợ con. Tuy là cái miệng con bét xép con vậy đó nhưng mà không sợ. Nhưng mà ha, làm mà ví dụ đơn từ nha, là chỉ cần ha, nó vô kiểm, chồng con vô kiểm đơn. Ví dụ như hôm nay in 1.000 đơn, nhưng mà sau khi giao shipper á, người ta báo cáo lại ví dụ như có 999 đơn đi, còn gớt một đơn, kiếm không ra đi, nhân viên là mất, là bắt đầu là tới số nhân viên liền đó, là cọc đúng không? Dạ cọc liền đó. Dạ là bắt đầu ha, là ít nói lắm, nhưng mà đi xuống là bắt đầu nhìn một cái là nhân viên con là nó sợ liền đó, bắt đầu hỏi là phải đi tìm không ra là trừ tiền, là sẽ trừ cái tiền đó vô tiền lương đó, là nhân viên của con là cứ chạy theo chị cứu em với, rất là cọc. Nhưng mà có một cái nữa là cô chú biết không, khi mà cọc á không có kìm được cái lời nói của mình á, nên nhiều khi là nói ra là tối lên phòng là con cự là con đánh lộn với nhau vụ đó. Nhiều khi tại mình nói là anh
anh thuê nhân viên, mình bỏ tiền ra mình thuê, tụi nó cũng mới có 18, 19 thôi. Thí dụ như cái gì mình dạy nó chứ mình không được nặng lời. Thì chồng của con nhiều khi á là cọc á, cái bắt đầu nặng lời với nhân viên á, nói nặng lời cũng không chịu. Con nói mình cái gì mình từ từ mình dạy, mình không có nặng lời với nó. Tại vì nhân viên mà mình phải dạy, mình phải từ từ, mình đào tạo từ từ chứ. Đó, xong bắt đầu cự lộn. Nói tóm lại là chồng con cọc. Dạ, con nhớ nghe, nó đã cọc với con cái lần mà nặng nề nhất á, là nó cọc cỡ nào? Cái lần mà nặng nề nhất luôn đó là hai đứa mà cự lộn đó, là đập đồ. Là họ đợt đang cầm gì trên tay con không nhớ ta, cái cục gì hay là cái nắp điện thoại gì đó, mà bắt đầu là cự lộn, là con đánh á, con đánh là bắt đầu tức quá, bắt đầu á hả là la ụp là trời đất ơi, là bắt đầu cầm cái cục đó là giục xuống đất vậy đó nghe, rồi bắt đầu hả đứng dậm bịch 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 vậy đó. Dạ chứ không có đụng gì tới con hết. Là chưa đụng đó phải không? Chưa đụng đó. Dạ chưa, không đụng gì tới con hết, là bắt đầu là hả làm đùng 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 lên, mà cái mặt là nhìn thấy là tức xanh mặt mày chân đó. Là lúc đó là con thấy dữ nhất, thấy hay dữ quá thì thôi cái mình cũng ngồi im. Mình cũng ngồi im. Ê, nói gì nói làm gì ngồi, con cũng ngồi im nha, tại vì con biết trời ơi chiến này không được rồi. Mình là cương lên là chết. Cọc à, nó như là thể hiện luôn. Dạ. Chứ không có kiềm chế. Dạ. Đúng không? Dạ. Tại vì kiềm chế là em là nó mệt đó. Dạ. Là nó mệt lắm nghe, lên máu đó. Hả? Rồi bây giờ còn cái tật gì nữa? Không, hỏi có bao giờ cọc với mẹ của mẹ vợ chưa? Dạ ở có. Trong nhà vậy có nhiều khi cọc với mẹ vợ chưa? Dạ có. Có cãi không? Dạ có cãi nhau. Nhiều gì kể nghe coi. Cái đợt con mới gần đây nhất thì con với mẹ vợ cũng có cãi nhau. Vụ gì con? Buổi đó là nhớ là con lúc đó là con đi tắm. Buổi chiều đi tắm thì ở đây con đang tắm, ở trong nhà tắm là con mới vô à. Ở ngoài đây nghe cha với mẹ là chạy là sạch rồi, nói này nó tắm lâu thì kia đang. Buổi chiều là mấy đứa nhân viên nó lại nó làm nó bán quán cho con nữa đó. Thì nó cũng vào nó tắm ở trong đó. Thì con mới vô mà cha mẹ không biết, tưởng con vào lâu rồi, nói này nó lâu lắm này. Rồi hồi con vừa ra con tức quá con đi ra. Rồi mẹ con mới nói là đàn ông trai gì vô nhà tắm tắm lâu ngủ chổng luôn. Con mới nói là con mới vô mà, chứ con hồi nãy giờ con chưa có tắm, con chưa gọi đầu luôn, con nghe mẹ nói con đi ra luôn nè. Cái con mới cũng bạo lên, con nói là mấy mốt con có tắm rửa gì nữa chứ. Con ở dơ luôn. Cái mẹ mới nói là mẹ dơ kệ mày. Mẹ em tắm kệ mày chứ tao có gì đâu mà tao mày nói. Bắt đầu mẹ mới giận. Mẹ giận mẹ không nói chuyện với con mấy ngày. Vậy hả? Dạ. Đó là cái lần mà cặp người với mẹ. Coi như là con có tắm. Đã vậy không tắm luôn. Không mẹ tắm. Nói ôi mày tắm cỡ không tắm cỡ chứ mày hôi mày vợ mày hửi chứ bộ tao hửi ha. Vậy thôi đó. Mẹ cặp nhất với mẹ luôn đó. Giận mấy ngày á cô, hai mẹ con giận mấy ngày. Bây giờ thì sao? Hết chưa? Dạ hết, tại mẹ tính vậy chứ tính nóng. Con tự động làm quà hay sao? Con xin lỗi mẹ con. Thì có nghĩa là chắc chắn con sẽ giận chồng con mấy ngày luôn đó. Dạ đúng rồi. Dễ gì không con, giận. Con đợi mẹ chồng con ra. Với cha chồng con ra con mét liền. Con chạy theo con mét liền. À, rồi hả lúc mà cự lộn con nói vậy nè. Mẹ đừng làm con nóng. Nói với mình cái mẹ câu đó mẹ mới giận. Dạ, đúng rồi câu đó mẹ mới giận. Ông kể mà ông kể chưa hết. Ông kể chưa hết. Mẹ đừng có làm con nóng nha. Mẹ đừng làm con nóng nha. Chính cái câu đó mà mẹ con nóng đó. Đúng rồi. Xong cái bắt đầu hai mẹ con hả không ai nói chuyện với ai luôn. Con bắt đầu con đợi. Mẹ con là tại vì á là mẹ chồng của con cha chồng con á là thường á là tối nào cũng ra hết trơn á. Ra dù cắt xài, cắt cóc con làm bán bánh tráng trộn, ché trộn đó rồi bào xài rồi lặt rau đâm rồi là phụ. Đó nên anh đợi con đợi vừa ra tới là con mét liền. Dạ con chạy theo con mét liền. Xong rồi cái bắt đầu hả mẹ chồng con theo xin lỗi mẹ con, nói là coi nó từ từ dạy vậy đó chị xui ơi này kia. Xong cái bắt đầu hả con mới nói là bây giờ á mẹ cứ vô mẹ xin lỗi mẹ tôi đi, chứ mẹ không xin lỗi mẹ tao là tao không nói chuyện với mày luôn, chứ sao mày nói mẹ tao vậy. Cái bắt đầu hả xong cái tới khoảng dọn dẹp quán trên khoảng 11 giờ cái con gình nha, cái con thấy mẹ con đang lau nhà, cái bắt đầu ổng đi theo sao ổng chích tao tôi đích vậy nè, cái em đi tới cái em quay vô cái em đi ra cái nói mày xin lỗi đi, cái bắt đầu chạy lại xìu vô em mẹ con đừng giận nữa nha. Dạ, xin lỗi thôi mẹ đó hả? Dạ xin lỗi mẹ vậy đó là nha. Chồng con chỉ chồng con chỉ có một cái tật là cọc thôi hả? Dạ đúng rồi, chỉ có một cái tật là cọc mà giống như không có kìm được mình á cô. Còn như... trong nhà việc được. Nhà thì sao, có bừa bộn có bày hầy có ở dơ gì không? Dạ không, tính chồng con thì kỹ lắm. Nhưng mà từ lúc mà về sống chung với con thì hết kỹ luôn rồi. Thấy con giục đổ đó là chạy lại giục y chang vậy luôn. Dạ như vậy là khai luôn rồi đó, bả còn cái tật bừa bộn nữa. Đúng không? Dạ ổng cũng bừa bộn luôn. Con mà để là cũng để theo y chang con vậy đó. Rồi con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Dạ tức là con muốn là chồng của con là bớt cái giống như khi mà mình nóng tính là mình phải kiểm soát được cái từ ngữ của mình, chứ mà không phải mình nóng tính là mình có thể thốt ra được những cái từ, tại vì khi mình nói xong rồi mình đâu có rút lại được đâu. Đúng rồi. Giống người nghe thì người ta đã nghe xong rồi, mình không có rút lại được, cho nên là cái tính đó nó phải dằn lại bớt, mình nói gì mình phải suy nghĩ mới được. Cô hiểu rồi, có nghĩa là cọc thì cọc, nhưng mà cho dù con có bực mình mấy đi chăng nữa con phải chú ý cái từ ngữ của mình đó, đúng không? Yeah. Mình xài nhiều khi những cái từ làm cho người ta bị tổn thương á, là sau này là mình hối hận thì cũng đã lỡ rồi, đúng không? Nói như mẹ đừng làm con nóng lên nha. Kiểu là mốt là né mấy cái chữ tương tự vậy. Lại nói
Rồi. Ừ, cặp nhìn nó cũng ấy quá. Dễ thương quá. Nó dễ thương quá. Ông trẻ quá, cũng đang công việc cũng đang thuận lợi nữa. Đó. Thôi thì bây giờ trước khi chia tay. Chúc thôi em chúc đi. Thì chú Thuận cũng chúc cho hai vợ chồng con nha. Sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa. À, mọi người sẽ bớt một chút ha. Bớt một chút rồi hiểu nhau hơn để mà còn có em bé nữa chứ. Ha. Yeah. Chúc cho hai vợ chồng trong năm nay thôi hoặc là đầu năm sau sẽ có tin vui. Ha. Yeah. Em bé sẽ đến với hai vợ chồng. Dạ. À, vui cửa vui nhà và làm ăn phát đạt nha. Dạ, dạ, cảm ơn. Bé Bánh nó tên nhà là bé Bánh hoặc là bé Đơn. Vậy ha, chúc nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ.